ta hãy tiếp tục đào cái quặng này. Vẫn chưa hết cái quặng này nha. Có gỗ cho bạn này để vào thùng nha. Có rồi, đang đào rồi. Bạn có rìu gì rồi? Có rìu kim cương rồi. Ok. Thế thì mình đang cầm cuốc của Mithril rồi, bỏ qua cái rìu ấy luôn nha. Mỗi người một công cụ này nó nhanh. Chặt luôn rồi. Có đủ than không? Than đủ rồi, đang nung rồi. Ok, chúng ta làm một nhóm rất là hiệu quả. Chỉ cần khoảng 20 phút thôi là chúng ta đã lên được đồ Adamantite rồi. Thì hy vọng ngày hôm nay chúng ta sửa con tàu này cực kỳ nhanh luôn nha. Đây, Adamantite Iter. Mình chạy về phía này. Đây cái hòm này. Cần gỗ Fergus bạn ơi. Fergus á? Đúng rồi. Bạn định làm cái gì? À, Wackwood, cần Wackwood nè. Ừ, Wackwood, tôi đang chặt đây rồi. Cho xin, mang về đây luôn đi, cho xin mấy viên để tớ chế cái cuốc chim đi đào hàng luôn. Ok, 5, 4, 3, không lên thủ pin. Tầng tầng đi tầng nhờ. Rồi, trong khi đợi bạn này, mình sẽ đào lốt cái viên này. Còn anh em mình về đây xong rồi chia đồ, lại bắt đầu di chuyển thôi. Ok. Có vẻ chúng ta sẽ... Khi mà chúng ta lên được có đủ giáp và kiếm thì anh em mình sẽ đánh 5 con quái ngọc luôn. Chia một người cầm rìu, một người cầm cuốc chim cũng được, như thế là hợp lý ấy. Cho nó đỡ mất quá nhiều tài nguyên. Oh my god, go đây. 31 big wood, ok, thế là anh em ta có thể chế, mình sẽ chế cái cúc chim nha. Và mình chế luôn cho bạn mình cái rìu, ok, đã có cái rìu cho bạn mình rồi. Đặt cái rìu đây cho bạn mình đi chặt gỗ. Có rìu đây bạn ơi. Ok, rìu. Đây này, mình sẽ thả tiếp cái quặng adamantite vào đây để chúng ta chế tiếp vào bộ giáp nha. Chúng ta cần thêm thanh kiếm nữa. Anh kiếm cần cái gì chế nhỉ? Kiếm vẫn cần gỗ. Mình đã chế được một thanh kiếm này. Cần có Wackwood và Adamantite 3. Cần Wackwood nữa thôi. Bạn cầm rìu đúng không? Ok, tôi đang chặt Wackwood đây rồi. Wackwood là cần nhiều đó. Để trong cái phần chế tàu nó cần rất là nhiều Wackwood. Thế chúng ta phải lên những cái rìu Mastery này. Một người cầm gỗ, mình đi đào quặng này. Mình đang có cái này, sở hữu cái này trong tay, mình hãy đi đào quặng. Vừa bạn bảo bạn thiếu gì nhỉ? Ok, không thiếu đâu. Bạn đặt cho mình xin là có cái gì ở đây không? Con này. Chúng ta di chuyển đi. Từ từ, để mình chế cho bạn cái kiếm luôn á. Đây, mình thấy cho bạn một cái kiếm là anh em mình di chuyển ngon rồi. Ok, đã có kiếm. Đâu rồi, bạn đâu rồi? Hey, my friend. Hey, tôi đang chặt cây gỗ. Này, này. Ấn vứt kiểu gì nhỉ? Vứt màn hình là được. Ok, đập phá để di chuyển thôi, hai anh em đủ đồ rồi. Có Wackwood không? Có thêm Wackwood không? Có mấy cái. Đập luôn cái dương này. Cái dương này đập ra có bị ui, bung hết đồ rồi này. Bung nhặt vào. Nhặt đi, không nhặt hết rồi. Rồi vứt bớt những cái số đồ đi thôi. Cái gì không cần thiết thì vứt đi thôi. Cái gì cũng cần thiết. Tích cút có cần không nhỉ? Có, bây giờ có một cách thì anh em mình chạy thẳng về chỗ con tàu để đồ đấy cho nó đỡ mất. Đi thôi. Đi. Con tàu hướng nào nhỉ? Đây. Khá xa á. Đâu mình sẽ đi cho bạn nhé. Đâu rồi? Đây, chúng ta sẽ đi theo hướng bản đồ thôi. Vừa đi vừa chặt những cái cây này nè.
Không, chặt gỗ làm gì nhiều. Mình không có rìu. Không gì hả? Đi chạy thẳng lên tàu để chia đồ đã, hãng đi lấy. Ok, bạn chạy trước đi. Bông hoa này rất cần thiết nha, lấy hết bông hoa này. Đúng hướng rồi, mình đang đi đúng hướng nha. Và mình đang sở hữu một cái cuốc chim bằng adamantit và một cái thanh kiếm. Ok, tôi đang sở hữu ba loại vũ khí của Adamantis. Ba loại cơ à? Bạn có cả rìu đây à? Ok, chúng tôi đã có view rồi nha. Ok, không sao. Về đến con tàu thì mình sẽ chế một con rìu sau cũng được. À, nhớ là chặt thêm nhiều gỗ nha bạn nha. Mình không có rìu đâu. Trong tập ngày nay thì bọn mình đã lên được cái quặng Aramid rất là nhanh. Thì trong tầm khoảng 20 phút thôi bọn mình đã chia đồ cho hai người, phân chia công việc rõ ràng luôn. Ok, tạo luôn cái quặng này là mình sẽ đi nha, di chuyển. Đi làm hết than các bạn. Mù mù. Ok, dễ rồi. Đáp đào luôn cái quặng đá này, đá là cần thiết để chúng ta sửa con tàu nha. Tôi sẽ đi nhặt ít đá. Các bạn thấy sức mạnh của cái kiếm này chưa? Than này, rất nhiều than đây. Thi thoảng mà bạn gặp con bò thì cứ giết bò nha. Bò cũng là cần thiết đó. Chúng ta lên đồ, bạn có đã có viên đá đỏ chưa? Chưa, đây mình đang cuốc thử đây. Cuốc được nha. Ok, cũng được. Cái gì này cũng được rồi. Ok. Tôi sẽ chặt cái gỗ của nó này làm luôn nhá. Chúng ta sẽ chế ra ngay một cái gì cần thiết nhất. Đây, ít ít tôi nhìn thấy một cái núi hang động này. Bên trong nó có cái giống như con quái vật Đấy là cái mỏ nha, đấy là cái mỏ. nhìn nhìn xa xa giống hai cái mắt nó. Tôi cũng chưa có cơ hội đến nó. Quặng này nào lâu phết nha. Quặng mới, đây Lâu một loại quặng mà. mới. Quặng màu hồng, quặng màu tím. Tôi nhìn con tàu này các bạn ơi. Nó ở xa xa. Cái thùng đồ mình đang nó đang bị đầy nên mình phải ăn hết cái lấm này, ăn cố nó nghẹn luôn cũng được đó. Ở trên đây mình có nhìn thấy một con một quái, mình đánh luôn một quái này. Đấy, kiếm của Adamantis này nó rất là khủng khiếp. Ok, ở trên kia có một cái nhà. Người bạn của mình đang gần. Ủa, nhà không có gì ta. Chúng ta sẽ chạy thẳng đến chỗ con tàu nha các bạn. Đây, mình chạy đúng hướng rồi. Chặt cái gỗ này khá là dai, chặt mỏi tay. Nhân vật của chúng ta chặt nãy giờ mỏi tay rồi. Bạn chặt gỗ gì á? Chặt gỗ drop quack. Đúng rồi, gỗ đấy cần thiết lắm đấy. Mắc dai luôn đấy, chặt ai vậy? Rìu gì, rìu ấy đấy hả? Chặt Amatit đi à? mỏi.
chỉ cần dìu gì mới có thể phá nó. Mình đang muốn tìm mấy cái viên quặng màu hồng này nhưng mà chưa có tìm thấy ở đây nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta quay lại con tàu đó. Phải là sớm lắm không? Có, không sớm đâu, sửa dần thôi. Không, cái đồ mình cầm trên người nó nặng quá rồi. Các bạn nhớ lấy cả cái quýt lúa mì nhá. Cái quýt lúa mì nó cũng cần thiết. Hôm qua mình có sửa con tàu, mình thấy thiếu khá là nhiều thứ. Khi có một cái đe các bạn ơi. Đe giờ cần thiết ở đâu mà đe. Đó, con tàu chúng ta vĩ đại hoành tráng chưa? Đến tàu chưa? Đến rồi, sắp đến rồi. Tôi đang dần dần sở hữu con tàu này. Ờ, đây nó cần một cái thang nhỉ? Thang à? Thang bây giờ là thang. Thang này có lên được không? Ờ, mình có muốn đi tìm cái quặng màu tím tím đó mà không có nhỉ? Ok, mình chạy thẳng đến chỗ con tàu nha. Để xem nó có mở ra cái gì mới không. Quặng màu hồng này nó vẫn chưa mở ra cái gì mới cả.